Bạch sư cho con hỏi, việc sám hối có khi giảm bớt các tội lỗi mà mình đã làm không? Nếu sám hối có thể khiến mình thay đổi nghiệp báo, thì có phải nó đã can thiệp vào tiến trình nhân quả không? Thứ nhất, việc sám hối là nó bắt nguồn từ tàm và úy. Tàm á, là hổ thẹn với tội lỗi, úy là ghê sợ với tội lỗi. Chính vì sự hổ thẹn và ghê sợ với tội lỗi mà khi một người làm ác, họ có sự ăn năn sám hối. Đó là một tâm thiện và đó là một hành động thiện. Cho nên việc sám hối là việc được khuyến khích làm. Việc sám hối mang ý nghĩa là mình biết được đây là và mình sẽ ngăn chừa trong ngày vị lai. Ngoài ra đó, khi mình làm lỗi với người khác, mình sám hối với họ, thì nó còn mang ý nghĩa là khiến cho người ta tha lỗi cho mình. Và khi người khác đã tha lỗi cho mình rồi, thì mình và họ tháo gỡ sợi dây oan trái. Và như vậy mình sẽ bớt nghiệp. Như trường hợp của một thanh niên khi nhìn ngài Cacca-yana, thì anh thanh niên có suy nghĩ bất kính với ngài, cho nên là ảnh bị biến thân làm người nữ. Và sau đó đó, khi vị này sám hối với ngài Mahakacchayana, thì được trở lại làm thân nam. Cho nên nếu như chúng ta sám hối với chính người mà chúng ta làm lỗi, thì nó sẽ giúp giảm bớt tội lỗi của mình. Còn nếu như chúng ta không sám hối được với đối tượng đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta có tâm thiện, là chúng ta ý thức được đây là lỗi lầm và ngăn chừa nó trong ngày vị lai. Cho nên cái chuyện mà sám hối cần hiểu đúng, để chúng ta tránh một cái việc là sám hối như con vẹt, tức là sám hối tới sám hối lui mà lỗi vẫn cứ phạm. Và sám hối chỉ để sám hối chứ mình không biết là mình lỗi gì, thì đó là cái ý nghĩa đúng của việc sám hối. Cho nên cái việc này nó không gọi là can thiệp vào tiến trình nhân quả, mà nếu như nó can thiệp thì đó cũng là sự can thiệp đúng đắn, chứ không phải là sự can thiệp không đúng đắn.